thì mưa gió mưa thì nó ướt đẩy hết bà rồi, còn tôi thì khỏi, tôi mưa mưa ướt quần áo chứ không có sao, hết mưa nó khô. Hết mưa nó khô. Ông có con cái gì không ạ? Đó là cái thịt gà hồi đằng xóm á, gà của người ta nó bệnh rồi nó bị vớ, nó bệnh nó chết rồi người ta cho người ta bỏ, người ta dục người ta cho rồi ta cho tôi măng luộc. Dạ. Người ta mừng cho ông hay là ông mừng? Tôi mặn mà, chứ người ta dục mà, người ta đem người ta dục. Ê ơi, người ta dục ta bỏ hả? Ừ, ta bỏ, chứ gà bệnh chết rồi, đâu có đi đâu qua chứ ăn, tôi ăn không à. Cái này, Sata Sankhaya, Ka Uba Ko Ukagaya Ka Mano Bunitana Bura Naja. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để đến đây để tìm về hoàn cảnh của một ông cụ sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất. Và ông cụ này sống ở đây không biết bao lâu, nhưng mà qua tìm hiểu thì một số thông tin thì biết ông cụ cũng rất là lớn tuổi và đến đây vào dịp vào buổi tư trưa. Và đây là cái ngôi nhà của ông. Thì tưởng tượng khi mà nhà thì chúng ta sẽ có những cái vách hay là những cái mái để che. Nhưng đối với ông thì cây miếng đan như thế này là một ngôi nhà của ông. Đến đây vào một buổi trưa thì Bùi Hồ gặp ông đang nấu ăn. Và với một cái bộ đồ như thế này, lỉnh khỉnh ở đây toàn là chai nhựa. Dạ con chào ông. Dạ ông ơi, con hôm nay con đến đây con nghe một số thông tin để con tìm đến cái hoàn cảnh của ông. Ông có thể cho con biết là ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? Hai năm cũ này là tôi 87 tuổi. 87 tuổi. Dạ ông đã sống như thế này lâu chưa? Dạ cũng 30-40 năm. 30-40 năm. Là trước đây ông đã sống ở ngay chỗ này à, hay là trước, ông trước đây là hồi lúc mà tôi cỡ chú thì hồi đó là tôi đi làm mướn thì ở đây vườn lớn thì 3-4 chủ muốn làm mãn năm thì tôi ở đây đi làm. Dạ. Rồi ở đây thì mà người ta cho ăn cơm sáng cơm trưa rồi chiều tôi ngủ đây rồi người ta cho ăn bữa cơm chiều. Dạ. Rồi mấy năm nay thì tôi yếu rồi không có làm. Rồi hàng ngày ông tiền đâu mà ông sinh sống? Có tôi ở đâu cũng có người ta cho tiền. Ở đây thì ta xe nó qua lại đó, có khi ta ghé cũng cho người cho 100 hoặc 50. Còn tôi đi chợ á thì cây cầu cá tàu đó tôi cũng ở thường. Dạ. Ở nhà cầu á mưa gió rồi không. Dạ ở đây rồi nếu như mà mưa gió thì sao không? Thì mưa gió mưa thì nó ướt nó đẩy hết bà rồi, còn tôi thì khỏi. Tôi mưa ướt quần áo chứ không có sao. Hết mưa nó khô. Hết mưa nó khô. Ông có con cái gì không ông? Có mà hồi lúc trước thì mấy đứa con tôi là 4 đứa mà nó chết. Nó chết hết 2 đứa, còn 2 đứa mà giờ còn thằng nó đau rồi nó bại liệt luôn, nó nằm thôi, nằm chỗ nằm. Dạ. Rồi. Dạ. Không có đi đứng được. Rồi sao ông không ở chung với con của mình mà ông lại ở đây? Bây giờ bởi vì gia đình nghèo rồi thành ra bây giờ nó có hai mẹ con nó là giờ đó bữa nay nó tự sống lấy. Tôi thì tôi sống cho tôi và tôi đâu có bằng nổi mà nuôi hồi đó thì còn làm mướn được thì nuôi cả gia đình rồi bây giờ không có làm thì tôi không có nuôi ai cho bây giờ ai tự sống lấy giờ mẹ con thì nó tự sống lấy rồi. Vậy là vợ của ông và đang sống với con sống với mấy đứa con. Dạ. Còn thằng thì nó còn đi bằng mướn rồi được, còn thằng thì nó đau rồi năm nay cũng mấy năm rồi. Làm đi làm mướn vậy có cho tiền cho ông xài không?
Tôi à? Cái người con của ông á? Không không, nó nè, bây giờ nó đủ sống. Nó bằng á, nó đủ sống, nó nuôi má nó vừa mấy đứa em nó này kia. Ông ơi, ông cho con hỏi như thế này nè. Là ông sống như thế này, tại sao ông, người ta có đòi cất một cái trại hay là một cái gì cho ông ở không, mà lại ông ở màn trời chiếu đất như thế này? Thì cái tôi thì cái bản tính của tôi thì sống là tha phương, kêu bằng sống là mưa gió giang hồ. Mưa gió giang hồ. Sống kêu bằng phương bạc giang hồ, bốn phương là nhà, tôi không chịu ở nhà. Tôi có ở chùa Vĩnh Long hồi mấy chục năm trước trở về đây thì có chùa đồ cũng có cốc rồi, cháu chơi cũng có tôi cốc đó mà tôi không có ở chùa cũng cái, ở, cái này là cái cốc của ông hả? Cái này là cái nhà của người ta giữ vừa, cái nhà chủ nhà này ở trong tôi dạ. Này ở dưới vừa. Rồi ông cứ sống như thế này rồi tối mũi nó chích ông rồi sao? Mũi thì nó cắn tôi là lâu rồi, nó cắn cũng khoảng từ vỏ lớn cũng không cắn cũng 60-70 năm rồi, ngủ nó cắn mình ngủ à dạ, cắn no mũi là nó cắn no luôn, nó cắn no luôn. Ông tôi sống như thế rồi nó có bệnh hoạn gì không? Ông bệnh thì tôi bán năm có bệnh, có khi mà lâu lâu có gió máy gì nó đau á. Dạ, nó đau á, hãy nấu ăn lạnh thì phơi nắng, còn hãy nóng thì không uống sâu ngao nước với cỏ thì nào không uống thuốc luôn. Không uống đâu, mình nghèo mà đâu có tiền uống thuốc. Dạ, mà tôi sống cái bản tính của tôi là không có uống thuốc đâu. Sống này có hai con đường, một là sống hai là chết, nó sống được chứ. Mà theo ý nghĩ của tôi là chết là tôi chết là hết, không còn gì nữa chết, hết khổ. Còn sống là suốt cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn là thấy toàn khổ. Con ông cho con hỏi như thế này nè, ông có buồn ở nhà gì không mà ông lại ra sống như thế này, hay là ông tự nguyện? Đời tôi là không có cái gì gọi là buồn, mà không có vui và cũng không có buồn. Tại vì tính tôi sống là sống rồi đây mai đó, lát chỗ này lát chỗ kia, tôi không ở. Dạ, có chùa ở dưới Long mà không có cho tôi đi, mà chùa đi tôi đi hoài, lát ra đi chỗ này lát đi, nhiều chùa lắm. Ở chỗ này là ở chừng vài bữa, hai ba bữa hay là hoặc là ở trong cái mơ chiều tôi đi chùa khác. Tôi đi như vậy á thì tự sống lấy, ví dụ mà có ai cho đó, ai cho cái gì ăn hoặc cho tiền như vậy thì mình sống. Rồi hàng ngày rồi ông ăn cái gì? Ăn thì ông ăn có ở đây thì có hai rau, rồi rau nó mọc á. Dạ. Cái này là cái niệm này là để ông ngủ đây hả? Cái này là ở dưới chùa, bởi vì tôi ốm á, rồi nó lội xương sống nằm như này đau chứ. Dạ. Nằm dưới chổng dưới ngựa dưới đá gì đau lắm, rồi người ta cho cái nệm. Cái nệm đang ló ra cho nó đỡ đau chứ. Dạ. Theo ông á thì đây được gọi là cái ngôi nhà của ông. Và nhà đây của ông. Chỉ dạ, là tôi nói chú nghe nha. Là sống của tôi là phiêu bạc giang hồ, là rày đêm bay đó là bốn phương là nhà. Tôi là không có đâu là nhà, thì thật tôi cũng không có nhà nữa, nhà là có mấy đứa con tôi nó cất rồi cho mẹ con ở. Dạ. Mãi nhà của tôi trước kia đó, trước kia hồi tôi còn trẻ chú thì tôi có nhà, nhưng mà nhà đó cũng cây tạm, cây đơn sơ, cây nhỏ nhỏ rồi cất rồi giáp nam nó sạch mẹ. Rồi sạch rồi thì tôi không có gì cất là tôi đi luôn. Rồi ông tắm rửa ở đâu? Tắm ở đây thì có cái sông đó. Cái này đây. Cái con kênh này đây nè cô bác anh chị. Dạ. Cái dạch đó là kêu cái khém nò đó. Khém đây nò. Cầu dạ. Khém nò. Ông ơi, con thấy đây là tất cả các vật dụng của ông. Dạ. Đúng không? Dạ. Khi ông đi thì ông phải đem theo. Không có. Bỏ lại đi hết. Rồi ở đâu vậy? Bỏ đi hết cái đồ này, đồ của ở đây người ta cho đó. Dưới đây những người mà khách qua đường á. Dạ. Đi qua lại người ta cho. Tôi có cái chứ. Cái này là gì ông? Cái đó là nước uống. Nước uống của ông hả? Nước uống. Là ở đây là có trong chủ nhà nó ta có tủ lạnh, người ta cho nước đá uống. À đằng kia là cái sống chén đó hả ông hả? Cái đó là
ruộng của người ta cho không? Dạ, đồ, của cha bỏ. Có nghĩa là ông là đựng cho đó, đựng ướt á. Là gọi là gài đây mai đó, bốn biển là nhà. Đi đến đâu thì bỏ đến đó, không đem theo một vật dụng gì hết. Không đem gì cho. Bởi vì tôi đi tới đâu là cũng sống chứ. Bởi vì đi mà thế mà tôi bước chân ra đi rồi, đi tới đâu cũng có người ta cho. Dạ. Đâu hoặc là người ta cho nãy kia ăn, hay là hoặc cho tiền rồi đó. Dạ. Thì ví dụ như người ta cho bánh mì là có gì ăn hết. Còn ở chùa thì chùa lo. Ở chùa thì đầy đủ lắm. Ở chùa thì có cho cà phê, nước đá đồ uống tối ngày luôn. Dạ. Cho mình hết. Còn cơm thì ta lo hết mà tôi không có ăn, tôi không có ăn cơm. Ông ơi, con thấy ở trên kia của ông ở ngoài sau lưng ông kìa, có mấy cuốn sách gì đó? Cái đó là kinh tụng á con. Kinh tụng mà tôi đi chùa tôi đem hết anh. Kinh là kinh sách rồi đó. Cái này là không thể rời xa ông hả? Không không, tôi đâu nó đó giặt bất ly thân à. Cái này là cần thiết nhất. Bởi vì tôi là tài sản tôi là có mấy kinh thôi chứ không có đi đâu mà đeo đó. Còn cái gì cũng bỏ lại đây hết. Cái này kinh là nhiều nước. Kinh Bali, Ấn Độ với kinh Thái Lan. Tài sản của ông là những cái cuốn kinh. Cuốn kinh. Bởi vì kinh thì tụng thì tối ngày, bây giờ tôi đâu có làm gì, tối ngày tụng kinh với coi kinh rồi vậy à. Dạ. Ông có thể mở ra cho con xem được không? Cái này là hai ba nước. Cái này có Bali. Dạ. Cái này là Bali. Cái này tụng tiếng Bali. Cái này dịch giữa ngữ để coi cho biết. Cái này là Phật thuyết pháp. Còn cái này là để tụng. Cái cuốn kinh này ở đâu ông có? Cái này ở chùa Vĩnh Long, ở chùa lớn mà chỉ có tôi có không ai có. Dạ. Cuốn kinh là đại tạng kinh, là cuốn kinh này là Phật thuyết pháp là đầy đủ dữ lắm. Nhưng mà đây là tiếng Bali. Dạ. Rồi, mà con, nó gồm bao nhiêu tiếng ông ha? Cái đây là tiếng Bali rồi còn tiếng Việt nữa. Còn tiếng Việt là dịch á. Dạ, dạ, tiếng Việt còn tụ tiếng Bali. Nè Bali cái này là tụ. Còn một bài kinh bên đây. Kinh nhà Phật. Đó là tiếng Ấn Độ. Cái này của bác anh chị. Ông ơi, ông có thể đọc được những cái tiếng này không? Dạ đọc được cái này, kinh này là có là năm là đây nè, đây nè. Ơi ông có thể đọc một đoạn cho con nghe được không? Rồi đây có này đụng có bao nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ ông có thể đọc cái đoạn ngắn từ đây đến đây cho con nghe. Nó được lấy cái khẩu đó. Ông bây giờ con mắt không thấy, có văn tiếng hả? Dạ. Tối đụng rồi cũng ở dưới chùa có cho đeo tôi cái đèn khỏi đâu. Dạ. Có đeo bóng đèn đi. Ở kinh này là ở chùa là tăng ni họ không ai biết, không ai đọc được. Chỉ là chỉ có mình ông thôi. Có mình tôi đọc được. Với Bali á. Bali đọc cho mình tôi đọc được. Với kinh Thái Lan này, kinh Thái Lan. Dạ, vậy là ông biết được bốn thứ tiếng. Dạ. Rồi ông có thể đọc một đoạn ngắn này cho con nghe với. À, bây giờ đọc cái nữa nha. Dạ. Đọc tôi cho này. Bala sata chana. Này. Sata sankhaya. Ka uba ko ukagaya ka. Ma no bu ni tha na bu ra na cha san kha ya ka u ba u ka ga ya ka cha ka ba ra ni tha na bu ra sa ra san kha ya ka u ba u ka ga ya ka cha ka ya cha ka ba ra ni tha na bu ra sa mi ma sa mi khu lu cha ra na vi si ha ta ra na ma ca ghê na ni ya ta vì cha ra na u kha ca ri bu đa ba ma na bú tha ta cha ya ta ba ta cha. Rồi, dạ rồi, tới đó được rồi ông ơi. Rồi, cái đoạn này mình sẽ dịch ra thì nó sẽ, cái tiếng Việt đó có nghĩa là gì? Cái này á. Dạ, cái đoạn này nè. Cái này á thì kinh là kinh tụng không có dịch, còn cái dịch ra tiếng Việt á là mấy cái ví dụ ông đọc đoạn này cho con nghe với. Này. Cái này. Dạ. Cái này. Thề ra cha đá. Thề ra. Nè, thề ra. Ya nu evina
ha đa na chê na bì đi sa cha đi ma ha u u na cha ha quỳ ra gia ta cha ha về na ga nè. Dạ rồi, được hết một câu đó, được rồi ông ơi. Ông đầy vậy đây là kinh tụng. Ông có thuộc ông có thuộc ở trong cái đoạn nào này không? Cái tụng là tụng hết đây, tụng qua tới đây. Tụng ví dụ một thời kinh nói là mình tụng sáng đêm. Dạ. Rồi là tụng tối ngày là qua tới đây hết là tụng. Còn cái mình này ơi. Cái này là cái này cái này là tụng cái hàng trên là cái này là chữ đó đó. Dạ ông có thể đọc cho con nghe. Rồi cái này là nó dịch ra cái này là tiếng cái Anh. Này là tiếng cái này là tiếng Bali, cái này Bali. Bali, dạ. Bali. Cái này là Bali. Còn nếu mà ai không biết cái tiếng Sri Lanka thì cái này chữ này là của Sri Lanka. Cái này là Bali, cái này Bali. Rồi, ông đọc này. Cái dòng này cho con nghe với. Cái này ha. Dạ. Cái hàng trên là bây dạ. Giờ động cái chữ trên này là của tiếng Sri Lanka. Dạ. Là nè, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Rồi ở dưới này dịch ra tiếng Bali. Dạ. Là những người không biết tiếng này đúng thì tụng Bali. Dạ. Không biết này, dưới này là tụng Bali. Này cũng Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, nó cũng y chang nhưng mà nó khác nước khác tiếng luôn. Dạ. Tụng khác luôn. Dạ đúng rồi. Còn cái tiếng Việt bên này không có. Còn bên đây ông ơi. À, vậy thì cái này ông biết được bao nhiêu thứ tiếng thì cũng biết 3-4 thứ tiếng thì... nhưng mà ông ngày xưa ông học lớp mấy thì ông nghỉ hồi đó hả? Dạ. Cái đời hồi tôi khổ chứ, học chỉ là học tự học ở nhà. Dạ. Học ở nhà hồi đó học và tiếng Việt của mình đó. Dạ. 24 chữ vàng, 24 chữ cái rồi ráp lại học dần xuôi học dần ngựa rồi ráp lại tập đọc thì cái ngôn ngữ này ai dịch ai chỉ không? Cái này hả? Cái này ở bên Thái Lan Ấn Độ với bên Miến Điện là tôi mình ở chùa đó, có bạn là có cái chú gì đó, bạn nhiều nước lắm, mà tôi thầy chùa Miên này, chùa Ấn Độ thì chùa Thái Lan này, chùa rồi đủ hết, Bali gì đủ hết trơn á. Rồi người ta biết cái tiếng này là tiếng này nè, rồi người ta chỉ mình học là khỏi tốn tiền. Còn nếu mà như mình học cũng tốn tiền, cũng như Việt Nam mình vậy thôi. Dạ. Cũng tốn tiền lắm. Cái này là tụng Bali nè, cái này tụng. Mà cái này để Phật thuyết pháp cho mình thôi. Rồi một đêm thì ông tụng mấy lần? Tôi thì ở nhà đây thì tụng hồi mỏi. Mỏi thì làm nghỉ hồi tụng nữa tới ngày sáng đêm. Nhưng mà ban đêm thì lúc trước bên nhà đó có treo cho tôi cái bóng đèn ngoài này là treo khỏi đầu chú. Bây giờ thì không có gì treo đâu, nhà treo cháu. Rồi bây giờ một ngày ông ăn cơm mấy cử không hả? Không có ăn cơm. Ông không ăn cơm? Tôi uống cà phê nước đá rồi. Dạ. Bỏ cơm 30-40 năm rồi. Dạ ông ở ơi, không ăn nãy con thấy ông nấu đằng cái nồi này. Cái này nồi này là gì? Nồi gì cái ông hả? Cái này á, cái đó là cái thịt gà hồi đằng xóm á, gà của người ta nó bệnh rồi, nó bị vớ, nó bệnh nó chết rồi, người ta cho người ta bỏ, người ta dục người ta cho rồi ta cho tôi mặn luộc. Dạ. Người ta mừng cho ông hay là ông mừng? Tôi mặn chứ người ta dục mà, người ta đem người ta dục rồi. Trời ơi, người ta dục ta bỏ hả? Ừ, ta bỏ chứ gà bệnh chết rồi đâu có đi đâu qua giúp ăn, tôi ăn không à. Trời ơi. Gà chết, gà bệnh, gà dịch thì chết là họ cho, chứ họ giờ tôi mà không có tôi đây thì họ dục xong rồi. Dục xong họ bỏ. Chứ cái này là cái nồi thịt gà. Ờ. Ông chỉ ăn cơm như ông chỉ ăn gà luộc à? Gà. Chứ là cơm cháo bún của tiếu mày rồi tôi có ăn. Dạ để con qua đây con coi thử xem nghe ông ha. Luộc á, luộc rất lạnh luôn à. cái bếp của ông duy nhất là chỉ có một cái nồi như thế này.
bây giờ có cái chảo đó của cái chủ nhà nè, là người ta xài 40 mấy năm rồi, bây giờ nó cũ mà đều chưa có lũng, còn nấu được. Cho tôi để lục dao ăn. Dạ. Có lục dao rồi mới có nấu. Rồi mai mốt ông đi ông có đem theo cái nồi này không? Ủa sao ông lại đậy cái miếng này ông ơi, nó quéo. Ê. Tại có chừng phỏng tay. Ê ơi. Miếng này nó quéo. Cái miếng mũ này nó bị quéo nè cô chú anh chị, ông lại đậy lên. Cái con gà này là ông mần đó hả? Rồi ông có dao dụng cụ đây. Dao của mấy chủ nhà vô chặt ta bỏ. Trời ơi. Rồi ông ăn không vậy, không ăn cơm. Đâu có ăn cơm, là không ăn cơm, cơm cháo rồi. Mày cũng béo rồi, đúng quá. Chắc là cơm đúng quá. Khổ đau quá. Uống à, uống một quay rồi. Lát con kiếm nước con mua cho ông uống, con cho một số. Rồi cái nào, ông lấy cái miếng này nè cô chú anh chị, ông đậy lên đây nè. Bây giờ cái miếng này đậy lên hay sao không? Bỏ đậy nó đi chú ơi. Con đậy lên không? Sợ để chống người gió cái bãi cho ông bay vô. À bây giờ con đậy lên nha. Bây giờ ở đây cũng không có miếng nào, ông mới. Đậy nó, bãi cho gió cái nó bay được. Để con lấy cái dao nè, con đè lên. Không biết làm cách nào hơn. Tại vì nếu như mà không đậy á thì cái tro này nó sẽ bay lên bay cái phần gió, thịt gà. Dạ. Dạ. Hôm nay con được biết ông rất là kỳ lạ ha. Rất là à, ăn tôi có gì không ăn cơm. Uống cà phê rồi. Cái miếng đan này chính là cái ngôi nhà của ông. Và ông ơi, ở đây ông có thường ở cố định hay không? Ở đây là tôi nói là tôi là về đây bay đó. Dạ. Tháng năm là phiêu bạc bốn phương trời, những nơi dừng chân đây là đây. Dạ. Những nơi dừng chân chỉ là quán trọ của một cuộc hành trình gian dẫm, không định qua về tổ ấm, có tổ ấm đâu mà về. ở đây là đứng lại, đây là nhà mà tôi ở với chùa rồi, nhà tôi ở với cậu Mỹ Thận rồi, có cá tao rồi, đây xe đét khắp nơi, ở với lan xe đét, ở với lan xe đét là chỗ nào cũng có tôi, chứ chỉ là ở trong vài bữa hay là trong với lan. Dạ. Tạm tôi ở ngoài lỗ, ngoài đường, ngoài xá, hoặc đời là cõi tạm ông ha. Đời là cõi tạm hả? Chú nói cũng đúng. Cái lời Phật nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Trần gian chỉ là cõi tạm mà thôi. Dạ. Thân này á, có thân mới khổ với thân ơi, cũng biết mấy lần gian nan. Có thân mới khổ, không có thân đâu khổ. Trước kia mà chưa có tôi đó, tôi chưa có cái thân này tôi đâu khổ. Mà chưa trước kia tôi có này, tôi có biết tôi là ai mà tôi ở đâu. Thì bây giờ có cái thân này là chú biết tôi. Khi mà cái thân này nó tan rã mất hết rồi á, thì chú đâu có biết tôi là ai. Bây giờ chú có biết tôi là ai đâu. Sự thật tôi là không ai biết hết, bởi vì tôi là vô hình mà. Rồi ông ơi, hôm nay con được biết đến cái hoàn cảnh của ông đó. Ở đây gần đây có bán nước không ông? Có cái tiệm quán nó bán cà phê, nước đá, đồ. Dạ, nước dạ. Này, cái nước uống người ta. Dạ ông ơi. Đây nè, con có mua cho ông một ít cà phê. Rồi, mua cho ông bàn cháu. Dạ, không có gì. Đó, ông uống cà phê đi. Hôm nay con biết ông vậy, hoàn cảnh của ông rất là khó khăn. Thì ông nói với con là bốn biển là nhà, con không biết nói sao. Đối với người đời thế gian á. Dạ. Ai cũng vậy thôi. Ai cũng thấy tôi á thì nói tôi sống là rất là khó khăn, rất là khổ. Nhưng mà cuộc đời của tôi thì tôi thấy tôi suốt đời tôi cũng không thấy gì là khổ. Vì ông uống cà phê đi ha. Rồi ông nghỉ ngơi. Con hôm nay con cũng đã đến đây làm phiền cái buổi trưa của ông. Đâu yeah. Có gì đâu. Chú mới tới đây chứ còn khoảng 4-5 bữa dài thì cũng có nhiều cái giả lại đây quay phim với mà hỏi thăm lấy cái lý lịch rồi này kia cũng như ý cho chú. Dạ. Thôi con cảm ơn ông rất là nhiều. Con chúc ông sức khỏe ha. Con xin phép con chào ông luôn hay ông ha. Thôi chú đi bây giờ rồi. Cũng nhờ Phật chú mạnh khỏe nha. Dạ dạ con chào ông.